Xin chào các cô, các chú, các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương ở Nội Bài. Thì có rất là nhiều anh chị bình luận bảo Nội Bài làm một cái clip so sánh giữa Louis Gackler và cái mẫu Kawamura Sanyo 3. Thì có gì thì là hôm nay em xin làm một cái video ngắn, clip ngắn để so sánh về giữa hai cái con Kawamura và và con Louis Gackler. Hai con đều với phân khúc dưới tầm khoảng 7 triệu. Như Louis Gackler thì đang được bán là 7 triệu đồng. Còn Kawamura Sanyo 3 thì bán là 6 triệu 390, tương đương coi như 6 triệu 4 đi. Nói về giá thì giá thằng Kawamura rẻ hơn rất là nhiều. Tính cái phân khúc xe mà tầm 7 triệu mà nó rẻ hơn 600 nghìn là một cái cơ số, con số rất là lớn. Mỗi dụ 1-200 nghìn không nói, nhưng 600 nghìn thì ra được khá là nhiều thứ luôn đấy. Bởi vì xe phân khúc càng cao tiền thì nó chênh nhau thì càng nhiều đã đành. Còn phân khúc ít tiền như này nó chênh nhiều như thế thì rất là đáng gờm luôn. Đối với cái giá thì Sanyo là ăn đứt về cái giá. Vì kiểu giá màu sắc thì Nguyên Color chỉ có 4 3 màu thôi, một màu là màu xanh, hai là màu đen, ba là màu trắng. Màu thì khá đơn giản. Nhưng về Kawamura thì nó màu sắc là có 4 màu. Riêng về màu mè khá là tươi, khá trẻ, rất là thời thượng. Thì Kawamura nó sẽ có màu trắng đỏ, màu cam đen, màu xanh đen và màu đen đỏ ghi đỏ nữa. Thì về màu mè thì nó phối màu rất là đẹp luôn, nó phối tông hai màu, mỗi cái khung nó phối tông hai màu khá là đẹp. Nói chung là về công nghệ sơn, khi mà sơn hai màu thì bao giờ cũng sẽ đắt hơn sơn một màu, thì cái đấy là không nói rồi. Hai dòng này đều là sản xuất tại Trung Quốc và xuất đi Nhật, tiêu theo tiêu chuẩn Nhật luôn. Kawamura hay Louis Gackler đều là sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật. Louis Gackler thì thương hiệu của Canada nhưng cũng sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người nhé, và xuất theo tiêu hàng là làm theo tiêu chuẩn xuất Nhật. Và cái thằng này cũng thế, đều là sản xuất tại, đều thương hiệu Nhật, sản xuất tại Trung Quốc. Đó, về cái cấu hình thì con em sẽ chi tiết cho mọi người. Về cấu hình thì Kawamura và Louis Gackler thì cấu hình tương đương nhau. Cái tay đề của thằng Kawamura là Shimano M3 15 3 đĩa 8 3 đĩa 8 níp. Thằng Louis Gackler cũng thế, 3 đĩa 8 níp. Cái phanh của thằng Kawamura sử dụng phanh Z-Star, còn Louis Gackler thì sử dụng phanh của Techo. Thì phanh của Louis Gackler thì sẽ đắt hơn phanh này một chút, tính ra là đắt không nhiều, nó khoảng tầm 20-30 nghìn thôi, cái đấy không nhiều. Vậy tay nắm thì thằng này tay nắm da, Kawamura tay nắm da, còn cái Louis Gackler thì tay nắm cao su, tay nắm cũng không chênh nhiều. Như về khung sườn, về khung sườn thì thằng Kawamura thì cái điểm cộng nó được nhiều hơn. Khung sườn của Kawamura nhìn rất là bầu, rất là đẹp, nhìn nó rất là hiện đại. Đấy, cái ống từ cái ống nào nó cũng rất là đẹp. Ống này nhìn nó tròn, nó đẹp, nó không bị dẹt xấu. Thứ hai là dây đi âm sườn là cái điểm mạnh này. Dây đi âm sườn thì dây sẽ bền hơn, đẹp hơn. Về mỹ quan bao giờ nó cũng đẹp, không có dây ở dưới này. Và dây nó sẽ bền hơn là dây đi ngoài. Cái phần đầu nó cũng rất đẹp hơn này. Cái càng nó là thiết kế cũng là càng thép hai tầng đều cần thang, nhưng thiết kế cái đầu rất là hiện đại, đầu cổ to nhìn nó đẹp mà nó thời thượng. Cái thằng Louis Gackler thì nó sẽ không được đẹp như thế. Louis Gackler thì cái cổ của nó, thì cái khung của nó thì cái phần này nó hơi dẹp, trông nhìn nó không được đẹp lắm, nó không được đẹp lắm. Và cái cổ nó là cái cổ nhỏ, trông nhìn nhìn nó không hiện đại. Nhưng hiện càng của nó thì Louis Gackler cái càng của nó cũng có một cái gấu vấu phanh, cái vấu phanh của nó nhìn trông nhìn nó không được đẹp. Phanh má, phanh V này nhìn nó không thể hiện đại bằng cái dòng phanh má trên đây. Phanh má kia là giống như phanh đua, xe đua nhìn nó sẽ thượng hiện đại hơn. Dây đi ngoài này là nó sẽ không bền dây hơn nhé. Đó là cái điểm thua của thằng Louis Gackler. Vì khung sườn thì thiết kế không thể đẹp được bằng Kawamura. Kawamura thì thiết kế khung sườn nó vẫn là quá đẹp rồi. Về phần đùi đĩa, đối với Louis Gackler thì nó sử dụng đùi đĩa không tên tuổi của Browell, đùi 3 tầng. Còn thằng Kawamura thì được hãng nó trang bị bộ đùi đĩa của Shimano. Cái đùi đĩa T301. Đùi đĩa này thì của Shimano thì nó sẽ có thương hiệu hơn. Đương nhiên đùi của Shimano bao giờ nó cũng sẽ đắt. Thường các hãng khác nó sử dụng đùi Shimano là do lý do là để giảm chi phí giá thành. Gạt đĩa thằng Kawamura cũng được, cái đĩa Shimano Turlay. Con này thì đời TI300. Còn con Louis Gackler là TI500. TI500 thì sẽ thằng Louis Gackler gạt đĩa sẽ đắt hơn. Gạt đĩa này tầm 30.000. Tầm 30.000 đấy nhá, không nhiều đâu nhá. Thì gạt đĩa đấy, gạt đĩa củ đề đằng sau thì hai thằng đều được trang bị củ đề sau Shimano Antut, và líp sau đều là ship Shimano HG218, nên củ đề và líp là giống nhau này. Hai thằng đều sử dụng nick xích là nai của bên thứ ba nên tương đương nhau. Đó, về cái vành bánh thì vành của thằng Kawamura này nó sử dụng vành bản cao tầm 2,5 phân nên nhìn nó sẽ đẹp hơn. Louis Gackler thì vành bản thấp hơn nên nhìn nó sẽ không khỏe bằng thằng này.
đấy, mình lốp thì thằng hai lốp thì giá tiền nó xem nhau, không có gì so sánh. Hai thằng thì thằng này 1728, thằng Louis Keller 732 là to hơn tí thôi. Đó, về yên yếc thì hai thằng đều là hai hãng, cũng là một cái OEM của Trung Quốc sản xuất bên ra, nên cái yên nó cũng không chênh nhau nhiều tiền. Với vừa rồi là cái chi tiết em so sánh một vài thứ, hai thằng đều là Mayer. Mayer cũng đều là của hãng Zoytec nhá. Đó, Mayer hai thằng giống nhau, đều là Mayer Zoytec, nên về cái tổng tiền, về tổng kiểu dáng, về tổng so sánh ấy, thì em so sánh thì là giá tiền thì thằng Sadio giá tốt hơn, và cá nhân em thì em sẽ thấy thích thằng Sanyo hơn, bởi vì khung sườn của nó làm rất là hiện đại, rất là đẹp. Còn anh chị khi mà đồ chuyển động đã làm xem nhau chất lượng, cùng một cái thương hiệu, cùng một cái loại bộ chuyển động, thì xe chất lượng nó sẽ xem nhau, nó không chênh nhau đâu. Không phải là vì thương hiệu kia mà cái khung nó tốt hơn, cái khung Touring đi không thể hỏng được, cái đấy rất là khó hỏng. Đấy là vừa rồi là một cái so sánh của em về cái xe đạp, hai cái mẫu xe đạp này. Các anh chị nếu mà có nhu cầu mà cần mua xe thì có thể tham khảo hai mẫu này. Đương nhiên các anh chị đã thích Louis Keller rồi thì cứ chọn Louis Keller, nó cũng không phải là kém. Nói chung so với các thương hiệu khác thì nó cũng rất là, giá nó cũng rất là tốt hơn rồi, nhưng nếu mà nó để so sánh ngang ngửa với con Sanyo 3 này nên chọn con nào, thì chắc chắn là em sẽ chọn Sanyo, bởi vì giá nó hợp lý hơn. Nếu mà Sanyo bán bằng tiền Louis Keller, đương nhiên em sẽ chọn Louis Keller, bởi vì nó thương hiệu hơn. Thằng Kawamura thì khung sườn nó đẹp hơn, giá nó tốt hơn, thì nên chắc chắn em sẽ chọn nó, bởi thằng này kể cả chúng ta lắp tay đua hay lắp gì cũng được, rất là ngon luôn, có thể nâng cấp được. Còn Louis Keller không thể lắp được, bởi vì khung sườn nó đi rất là cổ, đồng khung cườn cổ, khung cườn đời cũ. Đó, vừa rồi là một cái so sánh của em về hai mẫu xe này. Các anh chị nếu mà đang có nhu cầu mua bán xe đạp thì có thể tham khảo hai dòng này Touring phân khúc mà tầm khoảng 6 triệu thì hai con này là đang là vô địch thị trường. Đương nhiên Kawamura Sadio 3 vẫn là cái điểm cộng hơn. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video.